quyền trong 143 năm trị vì đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa, nghệ thuật vật thể và phi vật thể đồ sộ, mang nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ, tâm hồn, đất và người xứ Huế. Bao thế hệ đã qua, những tinh hoa hội tụ, hôn đúc và chắc lọc nên một nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc Huế mà ít nơi nào có được. Một trong những bảo vật đã trở thành những giá trị sáng tạo quý giá, đó chính là nghệ thuật trang trí trên hệ thống lăng tẩm của Hoàng gia Triều Nguyễn. Những tác phẩm không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, dung hòa với thiên nhiên của nghệ nhân xứ Huế, mà còn thể hiện những tiêu chuẩn cơ bản về mỹ thuật của người Huế nói chung, như tác giả Kaya từng viết trong sách Nghệ thuật Huế. Nghệ nhân Huế đã đưa được xứ sở và người dân của mình vào các tác phẩm. Thưa quý vị, di sản kiến trúc nghệ thuật Triều Nguyễn trải dài từ kinh thành, cung điện, chùa chiền, đền miếu đến hệ thống lăng tẩm của những vị vua và các bà hoàng. Đó là một hệ thống trang trí mang nhiều giá trị văn hóa và mỹ thuật đặc trưng của nghệ nhân An Nam. Lăng Thiên Thọ Hữu của Thuần Thiên Ca Hoàng Hậu là một trong những công trình như thế. Tên hủy của bà là Trần Thị Đang, vợ thứ hai của vua Gia Long, mẹ của vua Minh Mạng. Các nhà nghiên cứu đã từng đánh giá, bà là người cần kiệm, hiền từ, thông thuộc kinh sử, tình khiêm cung và thường lo cho dân. Và nếu xét về sự mực thước, uy quyền, khó có bang hoàng nào của Triều Nguyễn qua được Thái hậu nhân tuyên Trần Thị Đang. Khu vực lăng mộ của Thuần Thiên Ca Hoàng Hậu ngày nay đã được trùng tu, tôn tạo sau một thời gian dài hư hỏng trầm trọng bởi thiên tai và chiến tranh. Trong sổ phi tần của vua Gia Long, dẫu không phải là chính thức, nhưng bà Trần Thị Đang giữ một vai trò khá đặc biệt. Bà là người vợ từ thuở Hàng Vi, có với vua Gia Long 4 hoàng tử. Một trong số đó sau này trở thành vua Minh Mạng, vị hoàng đế được các học giả đánh giá là tài năng nhất Triều Nguyễn. Bà chính thức được tấn tôn ngôi Hoàng Thái Hậu vào năm Minh Mạng thứ hai, năm 1821, và ở ngôi cao quý nhất của cung đình đến tận đời cháu Đức Tôn là vua Thiệu Trị. Thuần Thiên Ca Hoàng Hậu là con của Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt. Bà thuộc về một cái gia đình danh giá vọng tộc có công rất lớn từ thời các chúa Nguyễn, bởi vì tổ tiên là theo chúa Nguyễn Hoàng vào trận thù ở Thuận Hóa. Suốt hơn 20 năm, bà trải qua cả một cái cuộc chiến trường kỳ với vua Gia Long cho đến khi thống nhất đất nước. Bà cũng quản lý hậu cung trong suốt cả thời đại vua Gia Long. Và đặc biệt là bà là Hoàng Thái Hậu trong 21 năm trị vì của vua Minh Mạng, và sau đó là Thái Hoàng Thái Hậu trong 6 năm triều đại của vua Thiệu Trị. Cho đến hiện nay, học giới cũng như rất nhiều nơi người ta đánh giá rằng Thuần Thiên Ca Hoàng Hậu là cái bà hoàng quyền lực nhất trong suốt cả triều đại nhà Nguyễn. Bà hoàng mà có dấu ấn sâu đậm nhất và có ảnh hưởng lớn nhất trong cả cái vị vua Triều Nguyễn. Từ lúc bà được phong là nhì phi cho đến khi bà mất là 55 năm. Trong đó có 23 năm là nhân vật số 2, chỉ sau Thừa Thiên Ca Hoàng Hậu. Và 32 năm là người đứng đầu hậu cung. Bà nêu cao cái tinh thần tiết kiệm trong hậu cung, dạy cho cung nữ trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải, xem đó như là một cái hoạt động rất đặc biệt của nội cung để mà giúp đỡ cho triều đình. Thuần Thiên Ca Hoàng Hậu bà có một cái trí tuệ rất là xuất chúng. Ví dụ như khi bà đến Lầu Kỳ Ấn với vua Thiệu Trị, bà lại giáo huấn vua Thiệu Trị rằng tiến để xây dựng phủ đệ cho nhà vua ở gần nơi cày ruộng tịch điền, để cho nhà vua thấy được rằng cái việc cày cấy của người nông dân là khốn khó, thấy được cái sự gian khổ của đời sống người dân để mà từ tiết kiệm, đừng có xa hoa mà phù chỉ của người đi trước. Và một lần nữa, trong khi vua Thiệu Trị đưa bà đến thăm vườn Cớ Hà, đến Áo Minh Giám, thì bà xem cả ở đó để rồi mượn cái chuyện Lưu Bị và Khổng Minh để nói là cái đấng minh quân gặp được hiền tài giống như cả gặp nước. Và bà lấy chính cái lời trong cái bài Xúc Sư Biểu của Khổng Minh để mà giáo huấn vua Thiệu Trị, là phải biết gần gũi người hiền tài, xa lạnh kẻ gian thần, xiểm nịnh. Một cái bà hoàng
ở một cái cương vị nội cung mà có thể giáo huấn những cái vị vua mà trí tuệ huyền thoại như vua Minh Mạng về vua Thiệu Trì thì đó là một cái điều rất đặc biệt. Và một điều nữa, cái quyền uy của bà được xác lập đó là do cái vua Minh Mạng và vua Thiệu Trì đã tôn vinh cái chữ hiếu, đã thực hành cái đạo hiếu đến một cái mức mà người dân bình thường còn chưa làm được. Như mừng thọ 60 tuổi của bà, trước đó 10 ngày thì vua Minh Mạng đã vâng triều bào để đến hầu cơm mẹ của mình trong suốt 10 ngày ấy. Nhà vua đã quỳ bên mẹ dâng đũa dâng bạc. Và sau này vua Thiệu Trì cũng vậy. Đối với những cái vị vua này thì việc hầu cơm cho mẹ mình hay là bà nội của mình nó quan trọng, nó ngang hàng với cái việc mà thiết đài triều để xử lý chính sự. Thì đó là một cái điều rất đặc biệt. Và sự còn chép được rằng năm 1844 khi bà đến thăm vườn Cớ Hà thì vua Thiệu Trì quỳ ở vườn để đón bà vào. Cái hình ảnh đó nó vô cùng đẹp. Cái hình ảnh đó tôi nghĩ rằng chỉ có thể có ở cung đình Việt Nam mà thôi. Nó như là một cái bài học thân giáo từ cung đình lan tỏa ra dân gian để đến với từng gia đình và ổn định trật tự từng gia đình bằng chữ hiếu. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 11 năm 1846, nhân tuyên Hoàng Thái Hậu qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, thọ 77 tuổi. Đến ngày 25 tháng 1 năm 1847 thì được an táng bên hữu Lăng Thiên Thọ. Các nhà nghiên cứu cho rằng Lăng Thiên Thọ hữu là một công trình độc đáo với không gian nghệ thuật sinh động, mật độ trang trí vừa phải nhưng đa dạng, tinh tế, một phong cách nhẹ nhàng, điều đà, thanh thoát, đậm nét hoàng gia cùng kiểu văn hóa ý nhị và kiểu cách sang trọng của họ. Những phẩm chất này hòa hợp với sự êm dịu của thiên nhiên tươi mát, sự tinh tế ngọt ngào của sơn thủy hữu tình phủ quanh khu lăng tẩm của vua Gia Long. Nơi chôn cất nhân tuyên Hoàng Thái Hậu được xây dựng theo khuôn mẫu kiến trúc của hoàng gia nhà Nguyễn với tiên án, hầu trầm, hữu thanh long, tạ bạch hổ, la thành trong ngoài và huyền cung là khối mồ đá theo kiểu nhà cổ. Kiểu mồ trúc cách cổ lâu này giống hệt huyền cung ở Lăng Thoại Thánh và Lăng Thiên Thọ. Có thể thấy chất liệu đá chiếm giữ một vị trí nổi bật ở khu vực huyền cung với những hình tường rồng vốn dĩ thông lệ chỉ dành cho nơi yên nghỉ của nhà vua. Những mô típ hoa văn trên đá đầy tinh tế mang một sức hút thẩm mỹ, thi giác tâm linh sâu sắc cho thấy giá trị và vai trò của nhân vật được chôn cất ở đây. Việc mà trang trí rồng không chỉ riêng lăng Tuần Thiên Cao Hầu mà có một số lăng nữa hả? Nhưng ở lăng Tuần Thiên Cao Hầu có một điều đặc biệt vì đó là lăng được làm trong thời Thiệu Trì đều có sự xuất hiện của rồng năm móng. Tuần Thiên Cao Hầu tức là hình ảnh lăng của một người bà nhà vua rất là tôn kính, vì vậy mà cái việc đưa rồng vào không phải là để đồng nhất bà với vua mà để mà biểu hiện sự tôn kính và một cái sự kính trọng đặc biệt. Nếu chúng ta khảo sát thật kỹ chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái ngôi lăng mộ mà về thể chế nó vượt hơn tất cả những cái ngôi lăng mộ của những bà hoàng khác. Một cái khu lăng mộ có đầy đủ những cái yếu tố như lăng mộ của một vị hoàng đế, có tiền án, có hầu trầm, có tạ thanh long, có hữu bạch hổ, có những cái hai cái trụ biểu phía trước, có cái hồ sen để làm minh đường. Bên khu mộ táng thì chúng ta thấy rằng có cả sân bãi đình để chầu hầu, và phía bên tẩm điện thì càng thấy rõ hơn điều đó. Có cổng tam quan cũng như cổng tam quan của phía lăng mộ vua Gia Long. Có một cái điện giá thành, có hai nhà tạ tông từ và hữu tông từ, tức là được thờ theo những cái cung tần mỹ nữ sang thế giới bên kia vẫn đi theo để hầu hạ bà. Thứ nữa là tất cả những cái vật liệu xây dựng ở đó hầu như cùng ngang tầm với lăng tẩm của một vị hoàng đế. Ở lăng Tuần Thiên Cao Hầu thì nghệ thuật chạm khắc đá trở thành một trong những yếu tố đặc trưng. Nó đạt đến một đỉnh cao là bởi vì đó là thời kỳ rất ngắn ngủi chỉ 7 năm nhưng mà tập hợp được rất nhiều nghệ nhân giỏi. Và có 3 điểm nổi bật trong chạm đá của lăng Tuần Thiên Cao Hầu đó là yếu tố phù điêu, chạm trang trí. Có thể nói đây là một trong những cái lăng mà có chạm hoa văn mấy sóng, long ngần vân tinh tế nhất trong cả bức chạm đá của thời Nguyễn. Cái thứ hai, trong chạm đá thì nó
phân phối bố cục, tạo ra nhịp điệu chỉnh phù một cách rất là xuất sắc. Có thể nói là người ta nhận diện được ngay đây là lăng của một bao hoàng cao quý đánh nhờ trong đá. Và cái thứ ba mà tôi cho rằng đó là cái điểm mà rất khác biệt của lăng Thuần Thiên Cao Hầu so với lăng khác trong Tràm Đá, đó là toàn bộ cái cấu trúc đường nét nó tạo ra một nhịp điệu thống nhất, nó không bao giờ đứt quãng, không bao giờ chạy xa ra khỏi cái yếu tố chính, nó luôn luôn nhấn mạnh được cái yếu tố biểu tượng, cái yếu tố rất quan trọng trong trang trí. Và nhìn vào đấy người ta biết rằng là sự tôn vinh của về bà hoàng là như thế nào. Thưa quý vị, nếu như huyền cung của Thuần Thiên Hoàng Hậu mang những đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc đá dành cho chuẩn đế vương, thì nơi thờ tự Điện Gia Thành là một không gian mỹ thuật của nề đắp nổi đầy sang trọng và độc đáo qua bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân triều Nguyễn. Nghệ thuật trang trí nề đắp nổi ở Điện Gia Thành được đánh giá là đa dạng, hài hòa, chất màu trang nhã, trầm lắng và không pha trộn chất liệu trang trí nào khác. Với hình thức biểu tả phong phú, đặc sắc, dù chủ yếu là nề đắp nổi nhưng đã tạo ra những bộ cục sinh động về hình tượng cùng bộ pháp tạo hình trang nhã, mạch lạc. Và nói như học giả Ca Gia trong sách Nghệ thuật Huế thì đó là cách nghệ thuật An Nam tự làm bởi mình trong những hình hài cổ xưa, là cách người nghệ nhân tung hoành tự tài trong một không gian bị giới hạn. Cùng bởi là điện thờ một bà hoàng mà hình tượng chim phượng xuất hiện đang đổi ở những vị trí trung tâm, khắc họa một cách hoàn mỹ với mỏ gà, cổ rắn, hàm én, lưng rùa và đuôi cá. Hoa tiệc được đặt trên những ngọn sóng biển nhấp nhô, có lẽ ám chỉ truyền thuyết về chim phượng rằng sau khi cất cánh từ phương đông, nó vượt lên ngọn Côn Lôn, uổng thỏa cơn khát ở thác Để Trù, tắm đôi cánh ở biển Nhược Thủy, cuối cùng hạ cánh nghỉ ngơi trên đỉnh Đơn Huyệt. Cái chim phượng hoàng là cái loài chim đứng đầu trong tất cả các loài chim. Nó là một cái sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Và để thiên hóa cái loài chim này thì người ta tưởng tượng rất nhiều cái bộ phận khác nhau của các loài để hình thành nên cái con chim này. Tức là ví dụ nó có cái đầu gà, nó có hàm én, nó có cái mỏ của diều hâu, nó có cái cổ của rắn và vảy cả chép, cái lưng của rùa, cái cánh của chim công, điếu của cá, chân và móng của chim ưng. Nó có cái hay là trải qua một cái lịch sử quá dài về nghệ thuật thì càng lúc càng tố điểm, càng hình thành và nó thành ra một cái biểu tượng quá đẹp và đỉnh cao của mỹ thuật. Khởi thủy, cái nội hàm của chữ phùng hoàng có nghĩa là chim trống và chim mái. Phùng có nghĩa là chim trống và hoàng là chim mái. Cái ca khúc Phùng Kỳ Hoàng mà của Tư Mã Tướng Như khi mà đàn ấy để quyển rủ Trác Văn Quân, Phùng Kỳ Hoàng có nghĩa là con chim phùng đi tìm con chim hoàng. Nhưng mà dần dà trong cái quá trình phát triển, khi người ta đặt chim phùng hoàng bên cạnh con rồng, để một bên là biểu tượng cho dương, một bên biểu tượng cho âm, một bên biểu tượng cho nam, một bên biểu tượng cho nữ, và một bên biểu tượng cho hoàng đế và một bên biểu tượng cho hoàng hậu, thì dần dà cái nội hàm của chim trống và chim mái trong chữ phùng hoàng là không còn nữa. Mà chim phùng hoàng lúc bấy giờ chỉ là một loài chim và biểu trưng cho nữ giới. Và trong cái quá trình phát triển như vậy thì dần dà nó thành ra một cái đặc quyền đặc lợi riêng cho cái tầng lớp cao nhất trong xã hội. Như con rồng chỉ biểu tượng cho vua mà thôi và con phùng chỉ biểu tượng cho hoàng hậu mà thôi. Như vua có mũ cửu long thì hoàng hậu có mũ cửu phùng. Vua mặc áo bào cửu long thì hoàng hậu bào cửu phùng. Và vua dài cửu long thì bên này là hài thiếu phùng. Thì tất cả con phùng dần như nó thành ra một cái đặc quyền cho ba hoàng hậu. Chim phùng bao giờ là biểu tượng của các ba. Nhưng mà ở một khía cạnh khác, chim phùng cũng biểu hiện cho triều đại Thái Bình. Dù ở là công trình dành các ba, hay là công trình dành cho vua, hay là công trình dành cho nhà nước của triều Nguyễn, thì biến thể của phùng là có thể là vô cùng nhiều. Sóng phùng là châu mặt nguyệt, rồi là châu hồ lô, rồi là hàm thư, tức là phùng ngầm có sách, hay là trong phùng ẩn vân, tám phùng ngũ phùng tùy theo trường hợp. Thì biến thể của nó chủ yếu là ở các cái kết hợp, ví dụ như là khi có phùng mà ngầm cái bút thì biểu hiện cho mong muốn triều đại Thái Bình học hành đỗ đạt, khi có phùng mà vần mây thì biểu hiện cho sự tuần hoàn vũ trụ mưa thuận gió hòa. Và có thể nói là nó xuất hiện khắp mọi nơi, từ trên áo, mũ mạo, trang trí, mọi chất liệu, khảm sứ, nê hòa,
nề đắp nổi là sơn son thép vàng kể trên trầm đá rồi kể cả đất nung, điều đó cho thấy rằng là yếu tố phương Đông, yếu tố khát vọng về sự sung mãn, về vẻ đẹp là luôn được các nghệ nhân thể hiện coi trọng. Thưa quý vị, từ các mảng trang trí trên nóc điện Gia Thành, người xem có thể nhận thấy rõ hình ảnh của Tử Linh, Tử Thời, Bạc Vũ, Bạc Quả và đặc biệt là đề tài về các loài thực vật. Truyền thống sản xuất nông nghiệp của người Việt bao đời nay sinh tồn và phát triển bên cạnh cây trồng. Con người không chỉ nhìn cỏ cây qua tính năng đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn khám phá, nhân cách hóa, linh hóa, cách điều hòa thành những hình ảnh với những tính cách khác nhau. Học giả Trần Lâm Piền từng khẳng định, rõ ràng là nhiều đề tài của người nước ngoài thuộc lĩnh vực cây cỏ, chim muông, hoa quả mang ý nghĩa biểu tượng, trước đây hiếm thấy trong tạo hình thì nay đã gặp nhiều. Điều đáng quan tâm là các đề tài đó đã được Việt hóa để mang lại nét đẹp mộc mạc, tự nhiên và dân dã. Các nhà nghiên cứu cho rằng thế giới thực vật trong nghệ thuật tạo hình và trang trí Huế, trước tiên nó phải từ con người, do con người và vì con người. Chính lẽ đó, chủ đề thực vật xuất hiện trong lĩnh vực tạo hình bao giờ cũng có dụng ý tinh tế và mang tính nhân diện. Không chỉ vậy, trong nhiều mối liên hệ khác, thế giới của các họa tiết trang trí chính là những thuyết minh nhiều mặt về cuộc nhân sinh mà thay vì diễn tả bằng ngôn ngữ, các nghệ nhân đã diễn đạt, kể lại qua đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của mình. Trong tổng thể những đề tài trang trí thời Nguyễn, hình tượng con người thường chìm lặng trong buông thú và cây cỏ, trong thiên nhiên và các linh vật. Con người xuất hiện, phần lớn cũng chỉ nhằm biểu lộ quan điểm sống hòa mình vào thiên nhiên, trời đất. Chúng ta thấy thế này, cái đề tài thì thực ra nó không nhiều. Và một cái đề tài nó có thể lặp đi lặp lại rất nhiều nữa. Số lượng đề tài không nhiều như vậy thì buộc cái người nghệ nhân người ta bùng nổ một sự sáng tạo. Cùng một đề tài có thể rất nhiều hình ảnh và không có cái hình ảnh nào giống nhau cả. Còn về cái đề tài trang trí trên cả cái cung đình triều Nguyễn thì chúng ta thấy rằng ngoài Bạc Bửu, cái đề tài thuộc về cái khuôn phàm đặc biệt nhất ở những nơi trang trọng nhất thì hầu hết các cái đề tài còn lại là đề tài của thực vật. Thì thông thường người ta chọn lựa những cái hình ảnh hoa cỏ cây trái như vậy thì trước hết cái tính mỹ thuật của nó phải là cao, phải biểu tượng cho những cái sự sang trọng quý phái trang nhã của cung đình. Cái thứ ba nữa là nó có một cái giá trị biểu tượng rất là độc đáo để hướng đến những cái điều mà có người ta mong mỏi, người ta mong cầu. Đó là những cái yếu tố để chọn lựa những cái hình ảnh để mà trang trí. Thiên nhiên hoa lá quả cảnh nó xuất hiện trong nghệ thuật phương Đông như là một yếu tố tất yếu, đó là triết học phương Đông, triết lý phương Đông. Mà nó xuất hiện nhiều nhất là trong các đề tài Tử Thời, Bát Quả và có những điện tích mang tính chất giáo dục rất rõ, ví dụ như là Tuế Hàn Tam Hiệu, ba cây tùng trúc mai biểu hiện cho tình bạn, keo sơn, hay là những cái hình tượng của cúc điệp, con bướm và hoa cúc biểu hiện cho tình yêu, tình bạn, hay là mai điểu, con chim với cành mai, liên áp, sandwich, tức là có những kiểu thức của nó. Thiên nhiên hoa quả trong trang trí lăng các bà hay là các điện thờ là bình thường. Tuy nhiên riêng ở điện thờ, ví dụ như là Minh Thành hay là điện Gia Thành thì nó có một chỗ khác là có những biểu tượng về sự mong muốn viên mãn, phồn thực, mong muốn con đàn cháu đồng, ví dụ như là sử dụng những quả lựu nhiều hạt, quả bầu, quả bí nhiều hạt. Tất cả lăng các bà không bao giờ thiếu những cái trái cây đấy. Những cái khát vọng và những mong muốn đấy nó trở thành những cái biểu hiện cho cả thì tâm linh và cái mỹ cảm của thời đại. Nhưng đồng thời hoa quả trái cành cũng luôn chứa đựng trong đó những ý nghĩa biểu tượng, vì lý do đó mà không phải quả nào cũng được trang trí trong cung đình. Sau này chúng ta thấy thêm một số quả như khi mà tương tác với văn hóa Pháp thì có cả nho, nó cũng phù hợp cái đấy. Cái khế, quả chanh, quả cam và thậm chí quả ớt, những cái gì dân gian bình thường đấy, nó cho thấy sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và nó đem lại một cảm giác ấm áp gần gũi trong đời sống. Quý vị, trong sách Nghệ thuật Huế, Kaya và Edmond Kras đã viết,
Sức rộng và sự độc đáo của nghệ nhân An Nam không thể hiện ở phần bề mặt trải rộng như những đồng nghiệp ở phương Tây, mà ở sự thâm trầm, sâu sắc cũng như thế giới của vi sinh vật. Thay vì suy phong hay dậm chân tại chỗ, chúng từ sinh sôi, nảy nở và đạt đến một đặc tính mạnh liệt ngoài mong đợi. Đối với những nghệ nhân An Nam, hình thức bên ngoài không phải là tất cả. Đó chỉ là một lớp màng mỏng mà ẩn dấu phía sau là cả một thế giới tư tưởng, một biểu tượng dùng làm phương tiện diễn đạt những cảm xúc mơ hồ, tế nhị, sâu thẳm. Nghệ thuật An Nam khoác lên mình đặc điểm của tín ngưỡng, nên người nghệ nhân luôn luôn làm việc trong thế giới siêu nhiên. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá thế giới siêu nhiên của các nghệ nhân xứ Huế trong các chương trình sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!